mọi người, lại là mình Sunny đây. Chào cả nhà của Sunny nha. Đến hẹn lại lên, hôm nay chúng ta lại unboxing toàn bộ gói VIP Pass. Tuy là lại hơi trễ một vài ngày, nhưng mà dù sao thì nếu mà mọi người chưa mua, mọi người có thể xem hết video mình để tham khảo, xem là có nên chốt đơn hay không nha. Cùng vào video thôi. Hello mọi người, hiện tại tôi đang ở trong game đây. Ok, nhìn chủ đề ở bên ngoài thì mọi người cũng biết là hôm nay chúng ta sẽ unboxing toàn bộ cái gói VIP Pass. Và như thường lệ thì nhà phát hành game lại phát vé VIP Pass rẻ cho tụi tôi nha mọi người. Cứ mỗi độ mà vào cái mùa VIP Pass nào nó xịn xịn một xíu là cái vé VIP Pass nó lại rẻ mọi người. Nó giống như kiểu là truyền thống vậy đó. Nên là hôm nay nếu như mà bạn nào vẫn chưa có quyết định là mua gói này hay không thì xem hết video của mình rồi quyết định nha. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta lại làm một vài công việc hàng ngày. À mọi người, hôm nay người ta có bán lại cái gói mà mọi người đòi, nó bán lại quá trời, gói cặp đôi vani này nha. Mình thì mình chưa có và mình cũng khá là thích cái gói vani boy này, nhưng mà hôm trước mới chốt cái bộ đồ nghỉ dưỡng xong nên là chắc thôi ha. Còn bạn nào mà muốn cái gói này, thích cái gói này thì mọi người có thể chốt đơn nha. À tất nhiên rồi, hôm nay chúng ta lại mở hộp những cái hộp như là hộp kem, hộp thuyền rồng, hộp mặt nạ khổ, hộp bịt mắt và hộp vịt. Thì mình sẽ tua nhanh những cái đoạn nào mà ra món hiếm thì mình mới dừng lại cho mọi người, còn không là mình sẽ lướt qua luôn nha. Ok, mở hộp nào. Trời ơi, mua mũ keo rồi. Xịn quá. Mũ keo sô-cô-la 1,5% trên 100% nha. Ô là trời, cuối cùng mình nó cũng chịu ra rồi mọi người ạ. Ra đầu tiên là cái mũ kem sô-cô-la nha. Những ngày sau tôi sẽ cố gắng mở thêm để ra được mũ dâu và mũ bạc hà. Trời ơi, hôm nay có vẻ là hên nó chứ không giống như hôm qua nha mọi người. Hộp thuyền rồng thì vẫn xu như thường nha. Hộp mặt nạ hổ cũng vậy luôn mọi người, nó cũng xu luôn ba. Coi bộ là chỉ có cái hộp kem đầu là nó hên thôi đó. Cuối cùng là hộp vịt nha mọi người. Lại ra cái đầu vịt. Mình không biết nó có hiếm hay không luôn á. Cái hộp vịt này, nó mấy cái bộ đồ nó không biết là hiếm không mà ra hoài luôn ba. Mấy mình cho 20 kim cương rồi đi được không? À, hôm nay cũng kiếm được 3 viên nha. Quý hóa quá. Rồi đi vào chủ đề chính nha mọi người. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhận. À khoan, trước tiên phải giới thiệu qua chứ. Gói mùa Egon thành phố mới. Cho những bạn nào chưa biết thì Egon là một cái phong cách, nó được nổi lên từ cuối thập niên 2010. Và thường á là cái kiểu thời trang của Egon sẽ là cái kiểu gợi cảm một xíu, tán tỉnh một xíu. Đó là một cái lối sống phá cách của thế hệ Gen Z nha mọi người. Cho mọi người có một xíu kiến thức về cái chữ Egon này nha. Thì trong cái gói Eagle này nó sẽ có, đầu tiên là một cái mô tô. Trời ơi, đây là cái mùa thứ ba nó có mô tô xịn rồi đó mọi người. Rồi tiếp theo là một cái tóc đuôi ngựa 2 tầng. Ui tóc xinh quá. Ui tóc đúng gu tôi, tóc đúng gu tôi nha mọi người. Trời, nó mang cái tóc này hợp phải. Trời ơi, khoác xịn, nó khoác ngầu nha mọi người ơi. Thì mùa này mọi người có thấy điều gì đặc biệt không? Đó chính là nó không hề có một món nội thất nào hết. Tất cả là áo quần và phương tiện, tóc tai, ba lô nha mọi người. Không kể cái việc cái con gấu này là nó linh vật rồi ha. Mùa này là mùa đầu tiên và cũng là cái mùa duy nhất mà từ trước cho tới giờ sẽ không có một cái món nội thất nào, cũng khá là đặc biệt. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng unboxing toàn bộ nha mọi người. Đầu tiên là nhận vé VIP Pass trước. Sau đó là nhận 30 ngày điểm vương miện. Rồi, ok, sẵn sàng đi vào. Từ tôi phải vào cái chỗ mà có thể unboxing chứ ở ngoài này không có chỗ mọi người ơi. Trời ơi, cái phòng này nó kiểu nó sắp full, nó sắp đầy chỗ, không có chỗ để mùa VIP Pass tiếp theo rồi đó mọi người ơi. À, mà may quá, mùa này nó không có nội thất nha. Tôi quên mất tiêu. Ê, nhưng mà tạm thời là bên hàng xóm nhà tôi đang sửa nhà nên là mọi người chịu khó có tiếng ồn một xíu nha. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng sẽ đặt những cái con mannequin ra để nó mặc áo quần ấy mọi người. Bao nhiêu bộ? 2 bộ chứ mấy. 2 bộ thì 2 con mannequin thôi. Ok. À, để lên trên cái kệ để cho nó sáng rồi nó choang cái coi. Cái kệ gì á, nó sáng sáng xíu ba. Không có cái kệ nó sáng luôn. Ít nhất mình cũng có cầu thang đồ này kia chứ sao. Sâu xà lo quá. Rồi đó. Đấy, ít nhất là nó cũng phải như thế. Đấy. À đây đây. Đó, nhỏ này đứng rồi, con nhỏ này nằm nè. Hợp lý chưa? Quá là hợp lý luôn. Rồi. Ok, bắt đầu bữa tiệc unboxing gói VIP Pass mùa này nào mọi người ơi. Đầu tiên là chúng ta sẽ có phương tiện mới, mô tô Egon thành phố mới. Go. Là một chiếc mô tô mới mọi người ơi, tổng cộng là mình có 3 chiếc rồi đó. Thoát khỏi thành phố ồn ào. Ủa là cái xe này nó ồn ào nhất luôn á. Bày đặt thoát khỏi thành phố ồn ào mới ghê chứ.
Rồi, cái món tiếp theo, trời ơi, món này mình chắc là món thì mình thích nhất trong cái gói này quá. Tóc đuôi ngựa 2 tầng, tóc mới mọi người ơi. Buộc tóc vừa tầm tay một cách thoải mái. Ủa là vừa tầm tay chưa, mình thấy hơi cao á. Món tiếp theo là băng đôi đang lên mùa xuân. Nó có dính chữ xuân xuân, xuân nhi rồi đó, nên là mình cũng thích nha. Để tóc bay rất là vướng víu, đúng vậy. Mình phải dùng băng đô để tém cái tóc lại. Rồi bộ đồ tất ống tay icon thành phố mới. Bộ đồ siêu ngầu luôn mọi người. Men vô là chất chơi liền. Wow, ăn chơi ngon liền mọi người. Không phải ai mặc cũng hợp nên nó càng ngầu hơn. Quá, ý là mình mặc vô ngầu đó hả? Thì nói như vậy chứ ai mặc vô cũng hợp hết nha mọi người. Rồi bớt hai khóa gài, hai khóa khái khóa cài nha. Đọc mình liếu lưỡi luôn bà. Hai bên khác nhau à, có vấn đề gì đâu. Ồ, vậy mới để ý nha, hai đôi giày hai bên khác nhau mọi người. Nhìn vô tưởng đâu sáng sớm mang lộn giày mới chết chứ. Hot skirt mái siêu ngắn. Wow, tóc gì hot skirt, đồ ngang có vẻ sang sang rồi đó. À, sang chấn tâm lý nha. Muốn đáng yêu hơn à, tôi thích chọn phong cách hơn. Đúng rồi, tóc nhìn rất là phong cách nha. Nó không giống tóc của ai hết. Mang vô cái là thu hút ánh nhìn liền. Rồi món tiếp theo là mũ len xỏ lỗ. Cái mũ này đúng là kiểu cái phong cách e-girl luôn á mọi người. Không trực đi đâu được. Tôi không thích mấy chiếc mũ len tầm thường. Ý là cái mũ len có cái xỏ lỗ vô là nó bất bình thường đó mọi người. Nó không còn tầm thường nữa. Tiếp theo là cái bộ áo khoác phao e-girl thành phố mới. Cái áo khoác này nó cũng xịn đó mọi người. Trừ một cái điểm thôi là nó áo khoác nha, nhìn hơi nóng. Kiểu nhiệt độ đang 43 mấy độ, 40 độ mà những cái áo khoác nó cũng hơi nóng. Nên là để mình mà đông mặt nha. Vì màu sắc rực rỡ và cách phối đồ cực kỳ phù hợp với tôi. Là phù hợp chưa? Phù hợp với tôi nhưng mà không phù hợp với thời tiết mùa này nha. Ớ là cái bốt khóa kéo vòng chữ O. Mang giày vào chưa? Giờ mình đi tham quan đường thành phố mới nhé. Tại thành phố ở đâu giờ mọi người? Mình chưa thấy thành phố ở đâu hết nha. Ba lô gấu hai màu. Ủa, ba lô này nó hơi quá dị nha mọi người. Nó hơi kiểu sao ta? Creepy á mọi người à. Chiếc ba lô đặc biệt được làm bởi một người bạn đến từ thành phố mới. Rồi cuối cùng là vẫn chưa ai biết thành phố mới này là thành phố nào. Y gấu thành phố mới. Hello, nhân là CEO. Chú gấu thành phố mới trông cool ngầu hơn bình thường. Lại cool ngầu dữ chưa? Rồi bây giờ nhận tiền sao và kim cương trước khi mà bốc thăm hộp nhân phẩm một thường hộp cao cấp nha. Trời ơi, tôi lại bấm lộn vào cái hộp cao cấp rồi mọi người ơi. Thôi mở ráng luôn nha mọi người. Khối à. Và một chai nước. Đúng thiệt là cái sự xuống nó vẫn không buông tha nhi mọi người ơi. Rồi đầu tiên là hộp thường nha mọi người. Mở ra, coi thử trong hộp thường này có gì nha. Đừng có su su như cái hộp cao cấp lúc nãy nữa nha ba. Mình vừa nói gì nha. Ui, cái hộp thường lúc nãy tôi mở rồi, khi nào vậy trời. Chết bà rồi, lúc nãy mở hộp tiền sao với kim cương không có để ý mọi người ơi. Mở hộp hết rồi, bây giờ chỉ còn cái hộp cao cấp này thôi. Trời ơi, hẹn gì mà lúc nãy nó su quá trời su vậy trời. Rồi hộp cao cấp này mà su nữa là buồn dần lắm nha. Tiền sao? Ồ, được cái thân máy tính hoang dã mọi người ơi, cũng được đó, trong cũ nhưng nó vẫn hoạt động rất tốt nha. Bánh quy, đồ ăn. Hộp sang trọng nè. Hộp sang trọng vớt vát lại tình hình nè. Đầu tiên là tiền sao nè. Tiếp theo là ồ, vẽ dưa sao nhỏ. Trang trí trên mặt nha mọi người, nhìn từ xa giống như một những chấm nhỏ là sao? Một những nhóm nhỏ là sao mọi người. Giờ mới đọc được cái lời chú thích. Nó rất là trái ngược nha. Nó rất là wow. Áo đồng phục bảo vệ. Có áo quần mới là cũng mừng vui rồi đó. Ok, cái hộp sang trọng này thì tạm chấp nhận được. Nhưng mà nó vẫn không bù được mấy cái hộp Sukana kia. Ok, vì không có nội thất nên là bây giờ chúng ta sẽ đi vào chuyên mục thử áo quần luôn nha. Trời ơi, 12 món mới. Trời ơi, quá trời món mới luôn mọi người ơi. À lúc này mở được cái mũ kem nè mọi người. Mũ kem sô-cô-la, mũ vịt nữa, ôi là trời. Rồi giờ mình sẽ thử đồ nha mọi người. Đầu tiên là trời ơi, mũ đẹp quá mọi người. Ê, mình nghĩ là mình phải cao người lên nó mới hợp ấy, đúng không? Đấy, phải cao người lên nha. Rồi tiếp theo là cái áo này nó sẽ đi với cái bằng đồ lan đang lên mùa xuân. Ôi, với lại đôi giày hai chiếc khác nhau. Trời, nhìn mọi người cho một chiếc cao, một chiếc thấp. Nhưng mà cái đầu tóc thì nó không phải. Cái đầu tóc nó của nó là cái đầu tóc màu xám này nè. Trời ơi, tóc xinh quá. Trời ơi, tóc này đúng gu mình luôn mọi người ơi. Tôi bị mê cái bộ này nha. Trời ơi, bộ này xuất sắc quá mọi người à. Nếu mà đối với một người mà kiểu là mê tóc tai áo quần như tôi thì bộ này xuất sắc mọi người ạ. 10 điểm, 10 điểm. Rồi, tôi sẽ thay bộ đồ này cho bé ở trên này nha.
Thấy mấy đồ này đây, bộ đồ thứ hai chúng ta sẽ có cái áo mùa đông nha, áo khoác vào e-girl thành phố mới. Cái áo nó thiết kế kiểu sao nó hơi lạ mọi người ha, mình cũng không biết sách mặc là như thế nào luôn á, giống cái áo quỷ ghê á. Rồi có thêm một đôi giày và có một cái mũ len và một cái ba lô. Cái bộ đồ này nhiều món hơn nè, và nó cũng sẽ có một cái đầu tóc nha mọi người. Đầu tóc đây, tóc husky mái siêu ngắn, trời ơi ngầu mọi người nhờ. Ê, nó giống cái nhân vật ở trong cái phim Itaewon đó mọi người, thì giống với cái nhân vật nữ chính ở trong cái phim nó ghê luôn á. Thì đó là ba những cái món đồ trong cái gói này, hai cái bộ đồ siêu xuất sắc luôn mọi người ơi. Trời ơi, 1910 phức bộ này chứ phải đâu. Nếu mà một trong hai bộ này thì mọi người thấy bộ nào đẹp hơn, mọi người comment ở dưới để xem là cái ý kiến của mọi người có trùng với ý kiến của mình không ạ. Rồi thay bộ đồ này vô, mình trơn vậy thôi chứ lát mình cũng lấy mặt đấy mọi người. Mình sẽ coi thử là mình sẽ mặc bộ này trước nha, ngày mai mình sẽ mặc bộ kia ha. À, tuy không có nội thất nhưng mà chúng ta cũng sẽ có cái chú gấu đây. Thì con gấu nó cũng nhúng quay nhúng về nhưng mà nhìn nó hơi creepy xíu. Điều vô chụp ảnh tạo dáng là cũng xinh rồi đó. Cũng ngầu lắm mọi người ha. Rồi bây giờ sẽ đi ra ngoài để thử cái xe mô tô cho mọi người xem nha. Rồi xe để mình coi nè, cái tốc độ xe Cyberpunk cũ á, là tốc độ 5, thì để xem thử là cái xe của chúng ta ở tốc độ mấy nha. Tốc độ cũng 5 luôn mọi người, tức là nó cũng bằng với tốc độ xe của Cyberpunk. Và xe này là xe một chỗ nha mọi người, không chở được hả? Mình tưởng xe này chở được chứ. Ôi trời, ngầu quá nha. Trời ơi, nó cùng màu á, rồi nó xuất sắc. Nhưng mà mình vẫn không thích cái cách nó lái xe mọi người. Không ai lái xe kiểu này hết á. Nhìn cái xe thì rất là ngầu nhưng mà lái không ngầu nha ba. Lái nó buồn cười quá. Nhưng mà xe đẹp xỉu mọi người ơi. Cái này mà giữ thêm cái tốc độ xăng vô á là nó chạy bá nhà lầu luôn ba. Nhưng mà bây giờ mình không có cái bình xăng đó nên là thôi mọi người chịu khó nhìn nó chạy chậm xíu được nha. Đó, đối với mọi người thì không biết mọi người có thích cái gói VIP Pass này không, chứ mình là một hệ người chơi áo quần, hệ người chơi phương tiện và ba lô các kiểu nên là tóc tai rồi nữa, nên là mình rất rất là thích cái gói mùa này. Ok, mọi người hãy comment cho mình biết là mọi người có thích gói này không, cũng như là đừng quên nhấn vào nút like và bấm nút đăng ký để xem mai như sầm xí nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Sayonara. Mata ni. Trời ơi xinh quá bao. Mà sinh nhật đêm nay.